trưởng môn khiêm tốn chút chấp 431. Là băng sư tỷ không phải là đệ tử của Mạc Môn thì là đệ tử của nhà nào? Lẽ nào tỷ muốn đi đến nơi khác sao? Tiểu thu sư muội, là băng sư tỷ không có ý đó, muội hiểu sai ý của tỷ ấy rồi. Xem ra, chuyến đi đến Lộc Châu lần này, cơ thể của Lạc Băng đã có thay đổi rất lớn. Sự ăn ý của hai huynh muội chắc là đang lo lắng liệu có còn được chúng ta chấp nhận không? Vậy đáp án của chúng ta tất nhiên là cho dù ngươi biến thành dáng vẻ như thế nào, là ngươi, là yêu hay là cái gì khác. Nhưng con vĩnh viễn là đệ tử của Mạc Môn ta là sư phụ của con, huynh ấy là sư bá của con. Lạc Băng đa tạ sư phụ và sư bá. Bẩm trưởng môn sư bá, sư phụ, con đã biến thành bán yêu rồi. Lạc Băng sư tỷ có đuôi và tai hồ ly. Đây không phải là đặc trưng chỉ có yêu tộc mới có sao. Quả nhiên, cho dù là đồng môn thân cận nhất thì cũng vì thân phận của mình mà. Bây giờ Lạc Băng sư tỷ xinh đẹp quá đi, VKA, muội cũng muốn có đuôi như này. Vậy thì mình có một vị sư tỷ bán yêu rồi, cái này ngầu quá đi. Ta nghe nói ở Thanh Châu từng có một vị thiên kiều, tên là Thanh Đế, hình như hắn cũng là bán yêu. Thiên tư của Lạc Băng hơn người, lại có sư phụ ưu tú như này, sau này nhất định sẽ có tiền đồ rộng mở. Mọi người. Thì ra mọi người đều không chê bai mình. Quá tốt rồi, mình còn lo lắng lâu như vậy. Cô gái này đúng là ở trong phúc mà không biết hưởng, trong kiếp trước của mình. Bọn yêu tộc tốn rất nhiều công sức cũng không thể có được cơ thể này, vậy mà cô ấy lại nghĩ bọn mình sẽ ghét bỏ cô ấy. Nếu dáng vẻ này mà xuất hiện trước mặt người chơi thì nhất định sẽ rất là hot, đây không phải kiểu cosplay nửa mùa như Lâm Ali có thể sánh được. Vậy các vị sư trưởng, Lạc Băng sẽ thi triển kiếm vực, xin sư trưởng hãy chỉ giáo. Vực, Thiên Văn Hồ Linh. Đây là vực của con, trong khi nâng cao năng lực của con có thể triệu hồi một con Tam Vĩ Hồ Linh. Hình như nó không biết nói chuyện, nhưng con có thể cảm nhận được nó rất thân thiết với con, giống như một phiên bản khác của con trên thế giới này. Đây là vực loại hóa thân bên ngoài. Loại vực này cực kỳ hiếm có, cả Xuân Thu Sơn, ta chỉ nghe nói thánh sư đời trước là có vực như này. Kaka, huynh có nhìn ra cái gì không? Vực, Thiên Văn Hồ Linh. Hệ thống đánh giá, cấp S. Hiệu quả 1. Thiên Văn Hồ Linh. Triệu hồi một con Thiên Văn Hồ Linh cùng cảnh giới với ký chủ, có thể chiến đấu hết mình vì ký chủ. Hiệu quả 2. Cơ thể thiên yêu, tất cả thuộc tính tăng 25%. Đánh giá, vực cực kỳ mạnh, có thuộc tính tăng cường vô hạn, chỉ có xuất hiện ngẫu nhiên trong cơ thể bán yêu của tộc Thanh Văn Thiên Hồ, cực kỳ hiếm có. Tốt lắm, khá lắm. Đại đệ tử của Tiểu Lê Tử nhà ta lại là sự tồn tại khủng bố như vậy. Lĩnh vực cấp S có triệu hoán linh, còn có thể nâng cấp tất cả thuộc tính, còn có thuộc tính tăng cường. Hơn nữa, cô ấy còn mang trong người cửu khiếu linh lung tâm, cô gái này sau này nhất định có thể gánh vác được trọng trách của đại sư tỷ của Mạc Môn. Lạc Băng đã lợi hại như vậy rồi, vậy hai nhóc này sẽ thức tỉnh ra vực gì đây? Vậy phải xem cơ duyên tạo hóa của chúng thôi. Vực của Lạc Băng không có giới hạn, hơn nữa vực này chỉ là hình dạng ban đầu, sau này còn có thể mạnh hơn nữa. Phải tăng cường tu luyện, Tam Vĩ Hồ Linh này có lẽ còn có thể trở thành cửu vĩ. Kaka dẫn Lạc Băng ra ngoài một chuyến thì Lạc Băng đã đột phá còn thức tỉnh vực lợi hại như vậy. Nói như vậy, sau này muội có thể yên tâm sống ẩn trên núi rồi. Suy nghĩ của nha đầu này vẫn không thay đổi chút nào. Triều Ca, Đông Lê, mau mở đại trận hộ sơn đi, là ta. Là giọng nói của dì Ninh. Dì Ninh hoảng loạn như vậy, lẽ nào kiếm tôn xảy ra chuyện rồi? Tân Ngôn nàng ở đây đợi ta một lát, ta sẽ về ngay. Được. Dì Ninh, đã xảy ra chuyện gì thế? Vì sao dì lại hoảng loạn như vậy? Triều Ca, Tiểu Lê Tử, lần này thật sự đã có chuyện quan trọng xảy ra, ta không thể không vội vàng đến tìm các con. Du Nguyệt gặp nạn, nó đi vào kiếm ngục lịch luyện, bây giờ đã hơn một tháng rồi, nhưng nó lại đã mất liên lạc với trưởng lão canh giữ kiếm ngục. Kiếm ngục là nơi đệ tử có tu vi lục cảnh trở xuống của kiếm tông ta đến lịch luyện, trong đó có trận pháp, lục cảnh trở nên không thể đi vào. Đã có mấy vị trưởng lão lục cảnh đi vào rồi, nhưng vẫn chưa tìm thấy Du Nguyệt. E là, nó đã đi vào nơi sâu nhất trong kiếm ngục rồi. Nơi sâu nhất trong kiếm ngục.
Sư phụ từng nói, kiếm ngục là nơi lịch luyện nguy hiểm xếp thứ ba trong kiếm tông. Sao Du Nguyệt có thể to gan như vậy, lại dám đi vào nơi sâu nhất? Gần đây danh tiếng của Triều Ca ở Thiên Huyền càng ngày càng tăng, không ngừng truyền đến những chiến tích truyền kỳ. Đến một vô giả kiếm thể, kiếm tôn kiếm thị như nó, cũng cảm thấy bản thân bị lu mờ. Bọn họ cũng biết đứa trẻ này thích nhất là so tài với Triều Ca, cho nên đã. Vậy những trưởng lão đi tìm nó có mang tin tức hữu dụng gì về không? Không có, không ai cảm nhận được linh khí của nó cả. Tiểu tử thối này là một trong bốn nhân vật chính của Thiên Huyền, người nhỏ tuổi nhất là nó, người phiền phức nhất cũng là nó. Không có linh lực dao động, vậy không phải rất có khả năng là đã. Triều Ca, chuyện này quan trọng, bây giờ chỉ có con mới có thể cứu được Du Nguyệt. Dì Ninh đừng lo lắng nữa, con sẽ cùng người đến kiếm ngục một chuyến. Cái đuôi nhỏ của bản tọa, ngươi nhất định phải cố trụ, bản tọa đến cứu ngươi đây. Chấp này chủ yếu nói về Lạc Băng, tiểu hồ ly có tiềm năng phát triển rất lớn, mọi người có thích không? Ngoài ra, vực của đệ tử lợi hại như vậy rồi, vực của người làm sư phụ như tiểu lê tử sẽ là cái gì đây? Mọi người đoán thử xem. PS, ngày mai sẽ có chấp mới, kiếm ngục của kiếm tông rốt cuộc sẽ là một nơi như thế nào đây? Tập phim hôm nay kết thúc tại đây, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ, đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.